son là thứ không thể thiếu mỗi khi ra đường của các chị em ngày nay. Không cần phải trang điểm một cách cầu kỳ, chỉ cần một chút son đã khiến khuôn mặt trở nên rạng rỡ hẳn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chọn một cây son phù hợp với làn da của mình, đặc biệt là các bạn có làn da hơi tối một chút. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những cây son cực kỳ phù hợp với làn da ngăm mà đáp ứng được tiêu chuẩn ngon bổ rẻ hiện nay nhé. Black Zoo Efit Velvetin A06. Cây son này nằm trong version 1 của bộ sưu tập son Black Zoo Efit Velvetin gây bão trong một thời gian dài và cũng là tiên phong khiến Black Zoo ra liên tục các bộ sưu tập son sau đó. Với chất lượng được đánh giá cao, cùng với đó là một mức giá hết sức hạt rẻ nên gần như son của hãng cứ ra là sẽ cháy hàng liên tục. Màu A06, xoét là một tông màu đỏ đất có nhiều ánh cam, không quá trầm. Vì vậy bạn sẽ không sợ bị dư với những tông đỏ trầm thông thường giống với các cây son của các hãng khác. Chất son nhẹ môi, cực kỳ mịn và tạo hiệu ứng lì, không gây khô môi nhờ vào thành phần có khá nhiều dưỡng chất. Chính vì vậy, son có một mức độ lì vừa phải. Thông thường son sẽ bám ở trên môi được từ 4 đến 5 tiếng, sau đó bạn mới phải đi dặm lại. Son lên màu chuẩn ngay từ lần đầu sử dụng và màu đẹp ngay cả khi không cần make up. Màu son này phù hợp với mọi tông da, đặc biệt là da ngăm. Khi sử dụng sẽ làm sáng da, không làm xỉn men răng và tạo nên một nét cá tính rất riêng. Mùi hương đặc trưng của em này là một mùi dâu ngọt ngào. Ngoài ra thì thiết kế bao bì cũng rất đẹp. Bạn có thể dùng hàng ngày cho đi học và đi chơi đều được. Link mua son Black Zoo mời bạn tham khảo dưới video nhé. Init Duy Vivid Cotton in số 10. Ngoài đồ dưỡng da thì son của thương hiệu quốc dân Init Duy rất đáng để trải nghiệm đó. Đây là cây son được bán chạy nhất của dòng son Init Duy Vivid Cotton. Màu bờ giao ti tulip, một tông đỏ pha cam đất, không bê hồng, là một màu rất xinh xắn. Son phù hợp với những bạn yêu thích màu son đỏ cam nhưng không muốn sắc son quá tươi mà mong muốn một tông màu trầm và nhẹ nhàng hơn, không quá chói, độ đậm vừa phải. Màu son làm tôn da và men răng, phù hợp để sử dụng hàng ngày, nhất là với các bạn học sinh, sinh viên đang tìm kiếm cho mình một tông màu không nhạt nhưng cũng không quá đậm để làm hài hòa khuôn mặt nhất. Nhất là những bạn có nước da ngăm và trung bình sẽ không bị cảm giác tương phản với màu son. Chất son hơi lỏng, khi lên môi thì mượt, mềm mịn và mịn lì sau vài phút. Son có một độ bóng nhẹ nhàng, khi thoa xong sẽ tạo cảm giác môi căng mọng, nhìn hấp dẫn. Son giữ màu được khá lâu, khi trôi để lại lớp bay cam chứ không bị trôi hết hoàn toàn. Mùi trà đào rất thơm là một điểm cộng của cây son này. Bạn make up tông Hàn Quốc dương sương rồi đánh màu son này sẽ là một layout đỉnh của đỉnh để ghi điểm với xe rớt đó. Link mua son Init Duy mời bạn tham khảo dưới video nhé. BB Alas Velvet Lip Tint version 5 màu 25. Các dòng son đến từ nhà BB có lẽ đã quá quen thuộc rồi, nhưng thật sự tông màu 25, phai nổ nốt, một màu huyền thoại của BB luôn là cây son được săn lùng và bán chạy nhất của hãng trong tất cả các vơ của dòng son này, với một màu đỏ nâu pha cam độc đáo và chân di, làm trắng da lên trông thấy. Phải công nhận, nhắc đến màu đỏ nâu thì khó cây son nào qua được tông màu của cây son này. Đánh em son này tạo cảm giác sang chảnh, quyến rũ, mang lại cá tính riêng nhưng không hề bị đứng tuổi. Bạn không còn mất thời gian để mix các màu son với nhau để ra tông nâu đỏ đẹp nhất. Chất son ở version này được đánh giá cao nhất trong các vơ. Chất son lì, không lộ rãnh môi, đánh lên nhẹ cảm giác như không đánh, có chút bóng nhẹ. Son lên màu chuẩn, giữ được tầm 5 đến 6 tiếng nếu không ăn uống. Khi ăn sẽ trôi dần, để lại một lớp tin nhẹ nhàng. Thiết kế son khá đẹp, mùi son là một mùi hương trái cây ngọt. Các bạn để ý mùi có thể cân nhắc. Link mua son BBA mời bạn tham khảo dưới video nhé.